Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như các bạn nhìn thấy tiêu đề thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện ma có thật. Và địa điểm lần này là một trong những cái nơi được mệnh danh là thiên đường dành cho những cặp đôi muốn đi du lịch bên nhau. Và cái chỗ đó khung cảnh rất là lãng mạn, cây xanh rất là nhiều, đồi núi rất là thơ mộng. Và không đâu khác, địa điểm lần này chính là Đà Lạt. Và trong video này thì những bạn mà gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn đó thì có những bạn hiện tại đang sinh sống và làm việc ở tại Đà Lạt. Và có một số những cái chuyện do những cái bạn đi du lịch lên trên đó và gặp phải. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của video ngày hôm nay mà Nguyễn đặt tên là Chuyện ma có thật tại Đà Lạt. Và như thường lệ thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Người gửi chuyện đầu tiên về cho Nguyễn Nguyễn tên là Hồng ha. Và bạn Hồng này nè thì cũng trạc trạc xem tuổi với Nguyễn. Câu chuyện đầu tiên được mang tên là Ông Ngoại. Bạn Hồng này ha, nói sơ một xíu là bạn sinh ra tại Bình Định. Và năm bạn hơn 1 tuổi đó thì gia đình chuyển về Đà Lạt để mà sinh sống và làm ăn. Nhưng mà mỗi cái dịp Tết đến xuân về thì bạn và gia đình của mình thường xuyên quay trở về quê. Thì có một lần, năm đó bạn khoảng 6-7 tuổi. Trong một cái lần về quê đó, bạn không nhớ chính xác là mùng mấy, nhưng bạn nhớ là cái buổi trưa hôm đó, bạn nè, mẹ của bạn và bác dâu, tức là vợ của bác cả đó, cả ba người ngồi trước bàn thờ của ông ngoại. Thì đột nhiên bác dâu á vuốt đầu của bạn và nói với bạn như thế này: "Con này nè, ông ngoại thương con nhất. Và khi mà con được sinh ra đó thì ông ngoại mất rồi, cho nên không có được nhìn thấy mặt con." Và sau đó bác mới kể cho bạn nghe một cái câu chuyện. Và đây cũng là cái câu chuyện tâm linh đầu tiên mà bạn được nghe trong đời. Khi mà bạn này vừa mới được sinh ra ha, thì gia đình của bạn bao gồm giống như kiểu là tam đại đồng đường vậy đó, ở chung trong một cái căn nhà cấp 4 mà nhà nước cấp cho. Ngày đó nghèo lắm các bạn, cho nên là không ai ra riêng hết. Và trong cái nhà đó nó có 3 cái giường. Thì bạn này nè, mẹ nè, bác dâu của bạn, con thứ hai của bác dâu cùng với bà ngoại là ngủ trên một cái giường. Và cái giường đó nằm cạnh cửa sổ và nhìn ra cái sân sau của một cái chùa. Bác dâu kể là đêm đó là vào một cái tối mùa hè, trời rất là nóng luôn, cho nên là bác mới mở cửa sổ cho mát. Bạn Hồng này thì nằm giữa mẹ của mình và bác dâu. Và cái đêm đó trôi qua rất là bình thường cho đến giữa khuya. Cái lúc đó mẹ của bạn vô tình tỉnh dậy ha, sờ tay qua bên phải không có thấy con của mình đâu, cho nên là bà mở hẳn mắt ra ngồi bật dậy để mà tìm bạn Hồng. Thì bà chứng kiến một cái cảnh tượng rất là kỳ lạ. Bà thấy là bác dâu của bạn Hồng này nè ngồi ở trên cái giường đó, hai cái tay thì đang bế bạn Hồng này để ở giữa không trung này nè. Khi đó nha, bà rất là hết hồn luôn vì nghĩ là bác dâu của bạn là bị mộng du, cho nên là mới làm vậy và rất là sợ bạn té, cho nên là mới đánh thức bác dâu tỉnh dậy. Khi mà bác tỉnh xong á, bác không nói gì đâu nha. Nhưng qua sáng hôm sau bác kể là cái đêm qua không phải là bác bị mộng du, mà do bác thấy ông ngoại về. Bác mới kể lại là lúc mà bác đang ngủ á, thì bác bị đánh thức dậy. Lý do là bác thấy là không khí xung quanh nó rất là lạnh luôn. Đặc biệt là ngay chỗ hai cái chân của bác á, nó lạnh cống luôn. Và bác nghe thấy có tiếng ai gọi mình. Và khi bác mở mắt ra đó thì bác thấy ông ngoại đứng ở dưới chân giường luôn. Ông ngoại mới giơ tay chỉ và bạn Hồng này đang nằm ở giữa bác dâu và mẹ của bạn đó, mới kêu là khi mà con bé này được sinh ra là ông mất rồi, cho nên ông chưa kịp nhìn mặt. Ông kêu là bác dâu của bạn ẵm bạn Hồng lên đi để cho ông nhìn rõ mặt của bạn. Hồi còn nhỏ thì bạn Hồng nghe câu chuyện như vậy thì rất là sợ. Nhưng mà sau này khi bạn lớn lên và bạn biết là ông rất là thương mình. Vì cả nhà đều nói luôn là con bé này nè là ông rất là thương, ông thương lắm. Cho nên sau này thì bạn bắt đầu bạn không còn sợ nữa. Và bạn cảm thấy là đó là một cái giống như là một cái phước phần của mình, khi mà ông lúc nào cũng đi theo để mà bảo vệ cho bạn. Cái sự kiện thứ hai trong câu chuyện đầu tiên này liên quan tới một cái người em họ của bạn Hồng. Em họ của bạn thì sinh trước bạn 2 năm nhưng mà không may mất sớm vì đuối nước. Và khi mà em được sinh ra thì mọi người nói là em có tất cả những cái nét đẹp của gia đình luôn. Và có một cái điều như thế này nè các bạn. Những cái đứa trẻ con, đặc biệt là ở ngoài phía Bắc nha, nếu mà thấy cái đứa trẻ đó sinh ra mà khuôn mặt nó rất là đẹp, đẹp một cách cuốn hút luôn á, mà mọi người hay nói là đẹp như thiên thần á, thường những cái người lớn và đặc biệt là những cái cụ già họ sẽ rất là lo. Tại vì những cái đứa trẻ mà đẻ ra mà đẹp như vậy á, bổn mạng thường là người trời, không có được ở lâu trên dương gian mà phải quay trở ngược lại trên kia. Và cái người em họ của bạn Hồng này cũng là một cái trường hợp như vậy. Và em mất trước khi mà bạn này sinh ra, và có một cái câu chuyện kể là như thế này nè. Một cái đêm đó khi mà chị họ của bạn á đang nằm ngủ thì bỗng nhiên chị nghe thấy có tiếng bước chân chạy vỡn ngoài sân. Chị này á thì lớn hơn bạn độ chừng có 4 tuổi thôi, và đêm đó là nằm cùng giường nhưng mà chị nằm sát cửa sổ, và cái bục cửa sổ nó cũng không có quá là cao cho nên nằm ở trên giường vẫn có thể nhìn ra ngoài được. Thì khi đó chị nhìn ra đó thì chị thấy có một đứa trẻ cao chưa qua cái lu nước rồi nha các bạn, cứ chạy qua chạy lại chỗ 3-4 cái lu nước đặt sát cái hàng rào giáp lưng với cái chùa. Và cái đứa bé này chơi có một mình thôi và không có gì là kiểu chán nản hay là buồn hết trơn á. Khi đó chị thấy như vậy thì sợ quá cho nên chị mới khóc lên. Và mẹ của bạn nghe cái tiếng khóc giữa đêm như vậy tưởng đâu là bạn này khóc, tại vì lúc đó nằm mà chưa có mở mắt ra, chỉ nghe thấy tiếng thôi thì mới đưa tay qua để mà vỗ vỗ cái bạn Hồng này nè. Nhưng mà không ngờ cái người khóc lại là cái người chị họ. Và khi mẹ của bạn tỉnh lại thấy là chị này cứ nằm co ro nè, cứ nép không, tức là mắt của chị thì vẫn mở nha, không có nhắm được, nhưng mà cứ nằm kiểu nép để làm sao cố gắng không nhìn ra ngoài cái phía cửa sổ nữa. Và qua sáng ngày hôm sau có hỏi thì chị kể cái câu chuyện đó ra. Và cả nhà của bạn khi đó mới tự nghĩ là ông ngoại và cái người em họ đã mất của bạn về thăm cái bạn Hồng này. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên. Sang đến câu chuyện thứ hai là vụ án ở Đà Lạt. Khi mà bạn này lớn lên một xíu, học tiểu học nè, khi đó thì học ở Đà Lạt rồi. Và có một cái vụ án ngày đó làm cho cả Đà Lạt chao đảo luôn. Hôm đó là một cái ngày cuối cùng thi tổng kết lớp 3. Bạn này vẫn còn nhớ rõ là hôm đó bạn làm bài không có được cho nên là bạn buồn lắm. Mà không hiểu vì sao bạn lại không có muốn đi về nhà nha. Mà cái chân của bạn và cái cảm giác của bạn giống như là ma đưa lối quỷ dẫn đường, xui khiến bạn phải đi tới một cái chỗ tiệm tạp hóa bán đồ chơi. Thì các bạn biết trẻ con mà, thích đồ chơi, thích mấy búp bê xong mà nhiều lắm. Và ở cái con đường bên hông trường của bạn đó là có rất là nhiều cái hàng bán luôn. Nhưng mà bạn chỉ thích duy nhất mỗi một cái cửa tiệm của cô đó thôi. Và có một lần bạn kéo mẹ của bạn tới chỗ đó chỉ vào đúng cái cửa hàng đó và nói là nếu mà con thi tốt thì mẹ mua cho con cái con diều nha. Cái cảm giác của bạn về cô này á, là bạn chưa bao giờ nói chuyện với cô luôn. Cái hôm mà bạn kéo mẹ của bạn tới á, thì nói qua qua thôi, và bạn cảm giác là cái cô này rất là dữ. Và trên đường đi thì bạn để ý cái lượng người đi về hướng của bạn, đi theo cái hướng của bạn hôm đó đông một cách khủng khiếp luôn. Trong khi bình thường á, là cái hướng nó ít người đi lắm, tại vì họ phải đi cái hướng ngược lại để mà đi đón con, đón cháu. Khi đó nha, bạn gần tới chỗ cái tiệm tạp hóa của cô đó rồi thì bạn thấy là xung quanh bu đen bu đỏ luôn, đông ơi là đông. Công an đứng quá trời. Và với cái tính tò mò thì bạn nhảy vào trong để bạn coi. Thì khi mà bạn chen chân được vào thì bạn thấy ở trên đất toàn là máu không các bạn. Máu không là máu luôn. Xác người thì không có, không thấy ai bị thương hết trơn á, chỉ thấy ở trên đất toàn là máu không. Và khi đó nha, bạn này là bị choáng. Bạn choáng một cách khủng khiếp luôn. Sau đó thì bạn mới bắt đầu dần dần lùi ra ngoài. Và cái điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra là từ khi mà bạn rời khỏi cái chỗ đó, cái tiệm tạp hóa đó, cho đến lúc bạn về tới nhà thì gần như là bạn không nhớ một tí gì. Bạn không biết bạn đi kiểu gì và làm sao về được ở nhà. Nhưng mà khi về tới nhà thì tự nhiên bạn lại nói với mẹ của bạn là cái cô chủ của cái tiệm bán đồ chơi đó bị người ta chặt đầu chết. Nhưng mà cái đầu chưa có đứt hẳn ra mà vẫn còn dính vào cái mình. Bạn này còn kể được cho mẹ của bạn nghe là cái cô này có nguyên một cái miếng đất rất là rộng trồng hồng ở phía sau, chứ không phải chỉ có mỗi căn nhà nhỏ phía trước. Và cái hung thủ giết chết cái cô đó, chặt đầu cái cô này là một người nam, và lý do là tranh giành tài sản nha. Nói chung là bạn kể rất là chi tiết, mặc dù cái thời đó chưa có Facebook nè, chưa có smartphone nè, và báo đài cũng chưa có đưa tin vì cái vụ đó mới vừa xảy ra luôn. Khi mà nghe con gái của mình nói như vậy thì mẹ mới vả nhẹ vào miệng của bạn kêu là không có được nói tới mấy cái chuyện chặt đầu giết người, không thì công an bắt đó. Và quả một tuần sau nha các bạn, TV báo đài đăng tin là đúng y chang như bạn Hồng này tả luôn. Bạn kể vanh vách không sai bất kỳ một cái chi tiết nào. Và đến cái thời điểm hiện tại thì bạn không hiểu sao mà lúc đó bạn lại biết được cái câu chuyện như vậy. Và có một cái điểm thay đổi là từ sau cái hôm mà bạn nói ra cái chuyện đó thì bạn thường xuyên cảm thấy lúc bạn đang ngủ, có người nào đó đứng ở trên đầu giường của bạn và cái đầu bị treo lủng lẳng, máu toàn là máu không. Và câu chuyện này ám ảnh bạn cho tới khi mà bạn học trung học. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ hai. Sang đến câu chuyện thứ ba là trường X ở Đà Lạt. Khi mà bạn Hồng này học lớp 6 á, thì mẹ của bạn mới cho bạn đi học bóng bàn vào buổi tối ở nhà thể chất của trường X. Cái trường này tất nhiên là mình sẽ giấu tên ha. Và khi đó cái nhóm của bạn học á, thì có các anh chị lớn và bạn là người nhỏ nhất. Thường mọi người sẽ tập vào lúc khoảng 5 đến 6 giờ tối và lúc này xung quanh là vắng lắm rồi các bạn. Bạn này kể á, là bạn nhìn xung quanh 100 m á, là tối thui, chỉ có le lói mấy cái đèn đường thôi. Bình thường khi mà tập bóng bàn thì sẽ tập thành một nhóm 4 người và nhóm của bạn tập trước và sau mỗi 30 phút thì sẽ đổi phiên tập. Nhóm của bạn thường sẽ nghỉ tại chỗ hoặc là đi qua cái phòng khác nha để tìm người để mà nói chuyện. Lúc đó đó, những cái anh chị lớn tự nhủ với nhau và có một cái họ nói với nhau trước là không có nên đi ra ngoài chỗ khác một mình, và đặc biệt là đi ra sân. Lúc đó bạn này mới lớp 6 vừa mới vào trường còn nhỏ quá, cho nên là các anh chị sợ nói câu chuyện, sợ dặn bạn như vậy á, thì sẽ hù dọa bạn làm cho bạn sợ, cho nên là mọi người không có ai nói hết. Cũng chính vì vậy khi mà vừa mới tập xong thì bạn này đã bỏ ra khỏi vòng mà đi vòng ra cửa trước của cái nhà thể chất. Ở trước cửa nhà thể chất nó có một cái sân rất là rộng, đủ để làm hai cái sân đá bóng luôn, và nó có đèn nữa. Và bạn này nói lúc đó bạn đang đứng ở cái mé đó thì bạn nhìn thấy ở trong sân không có ai hết, không hề có bất kỳ một người nào, chỉ có một mình bạn mà thôi. Và khi đó gió hiu hiu á, bạn cứ đứng đó nè, xong rồi bạn cứ lơ thơ bạn ngắm cảnh, ngắm trời, ngắm mây, ngắm đất. Khoảng 5 phút sau thì bạn mới quay đầu để đi ngược trở lại vào trong. Nhưng mà cái lúc quay người từ bên trái qua sau lưng nào, quay qua hướng bên trái nào, thì bất ngờ bạn thấy ở trong sân còn có một người nữa đang đi bộ. Khi này bạn định thần lại nha, bạn cảm thấy chuyện này rất vô lý luôn. Bạn đứng ở mé sân, bạn nhìn bao quát cả một cái sân, nãy giờ bạn không thấy ai hết, nhưng chỉ trong vòng một tích tắc mà xuất hiện một người ở giữa sân như vậy, thì khi này bạn mới nghi là mình gặp ma rồi. Lúc đó bạn cố nhíu mày nha, dụi mắt các thứ để xem là bạn có nhìn nhầm không, nhưng không. Cái người đó là nữ nè, dáng người nhỏ, cao khoảng 1,5 m cho đến 1,55 m, tóc dài ngang eo, mặc áo khoác, giày màu xanh dương, cái quần bó đen và chân không nha các bạn. Cái người đó đang đi và quay lưng về phía bạn, và lúc này nè, bạn rất là tò mò không biết là liệu có phải thật sự là mình nhìn thấy ma hay không, cho nên là bạn cố ngáp thật to nè, bạn thở dài nè, bạn dậm chân xuống đất. Nhưng mà cái người đó nha, không có bất kỳ một cái phản ứng nào luôn, cho đến khi mà bạn này vỗ tay một tiếng thật to, bạn kêu lên và nhìn thẳng về phía cái người đó đó, thì cái bóng người con gái đó mới quay đầu và nhìn bạn và nở một cái nụ cười rất là rùng rợn luôn. Và kinh khủng hơn á, là cái người đó chỉ quay mỗi cái đầu về sau lưng thôi nha, còn cái thân và cái chân vẫn tiếp tục đi từ từ về phía trước. Khi này bạn Hồng cam đoan 100% là mình gặp ma rồi. Bạn rất là sợ, mặt mày tái mét, tay chân run rẩy luôn. Bạn mới chậm chậm bạn lùi về phía sau. Nhưng mà mỗi bước chân bạn lùi thì cái người kia cũng lùi theo. Và khi này á, bạn mới dùng hết sức bình sinh để bạn la lên. Bạn kêu á, là mọi người ơi cứu em. Thì mấy cái anh chị ở trong phòng á, họ chạy thật là nhanh ra cái chỗ đó. Và khi mà họ cùng nhau nhìn lại trên sân thì không hề thấy bất kỳ một ai, chỉ là một cái sân trống mà thôi. Và về sau á, thì bạn Hồng này mới biết cái nơi này từng là nhà chứa xác vào cái thời thực dân. Và ở gần đó nó có một con dốc, và ở trên con dốc nó có một cái nhà thờ cũ ở hiện tại thì đã được dùng vào cái việc khác. Và từ đó trở về sau, và mỗi lần mà bạn này đi vào trường là không có dám đi một mình. Và thỉnh thoảng bạn cũng thấy những cái bóng ở trong trường đó. Nó không phải là bóng đen đâu, mà nó óng ánh dạng giống như là mặt hồ vậy đó. Và có những lần bạn thấy là nó đứng ở sau cây thông đưa tay lên để mà ngoắc bạn như thế này. Và có lần một bạn đi chung cũng xác nhận là có thấy cái bóng đó đứng ở sau cây thông mà vẫy tay. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ ba. Sang đến câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này xảy ra khi mà bạn Hồng này học lớp 12 và hôm đó là có một cái buổi chia tay. Mọi người mới tụ họp ở nhà một cái bạn nam trong lớp, và nhà bạn này thì nói chung là nó nằm ở khu vực ngoại thành. Nhưng mà hôm đó thì cả nhóm quyết định là sẽ đi bộ. Khoảng 7 giờ tối sau khi mà ăn tiệc xong á, cả lớp rủ nhau đi bộ về nha. Và có đi ngang qua một cái tòa dinh. Xin phép là Nguyễn sẽ không nói là dinh mấy. Cái tòa dinh đó có một cái lối đi nhỏ bên ngoài và cách nhau bởi một cái hàng thông. Khi đó thì những cái người bạn của Hồng á, mới thách nhau xem là có ai dám lên cái con đường đó hay không. Trải qua cái sự việc vào năm lớp 6 rồi, cho nên bạn Hồng này rất sợ, không có dám tham gia vào mấy cái trò chơi này. Cho nên là cùng với 5-6 bạn nữ nữa mới đứng ở cuối cái dốc để cho những cái bạn nam đi lên trên kia. Thì đi được một lúc á, thì bạn Hồng này cùng với những cái bạn còn lại thấy cái đám trên kia á, hớt hải chạy xuống luôn. Khi đó hỏi ra thì bọn nó mới kể là đang đi như vậy thì thấy có một cái chị gái mặc áo phao màu trắng chạy xe AB nha, chạy nhanh tới mức mà cả bọn phải gọi là hết hồn để mà né ra luôn. Lúc này vẫn chưa nghĩ gì đâu, nhưng mà khi cả bọn đi lên một xíu nữa thì thấy ở bên đường có một cái miếu hoang, vậy như là miếu vong hồn vậy đó các bạn. Thì cái chị gái này quỳ gối trước cái miếu đó và đang đốt nhang khấn vái. Nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là ba cây nhang đốt cùng với nhau nhưng nó không cháy đều một lúc. Cây này cháy xong rồi mới tới cây kia, và đặc biệt là cái ngọn lửa của nó bốc lên cái màu xanh dương. Chứng kiến cái sự việc rất lạ như vậy và những cái lời đồn thổi về cái con đường này á, cho nên cả nhóm biết là mình gặp ma, cho nên là mới vội vàng chạy xuống. Và khi kể ra thì bạn Hồng cũng chắc chắn cái người đó không phải là người mà là ma. Lý do cái con đường dốc đi lên á là đường độc đạo, chỉ có duy nhất một cái đường đi lên thôi. Mà khi đó cả đám của bạn Hồng này đang đứng ở dưới, không hề thấy có ai chạy lên hết, thì cái người phụ nữ đi AB đó từ đâu mà xuất hiện. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ tư, sang đến câu chuyện thứ năm. Câu chuyện này bạn Hồng gặp khi mà đang đi học đại học ở Sài Gòn ha. Và khi đại học á, thì có một cái khóa học ngoại khóa quân sự tầm khoảng 1 tháng. Cái khu ký túc xá đó nó có 2 dãy ha, mỗi dãy 3 tầng, dãy nam ở phía trước và cái dãy nữ phía sau. Và cái lần đầu tiên đến đây thì cái người thầy quản giáo đã nói rõ ràng một câu á, là không được tự ý leo lên sân thượng và không được đi lên tầng 3. Cái này nó giống như là một cái điềm chẳng lành vậy đó các bạn. Tại vì vừa mới bước vô chưa kịp nhận phòng, chưa kịp làm gì hết thì các ông thầy quản giáo ông đã căn dặn như vậy rồi. Và khi mà chia phòng thì có một cái sự cố như thế này. Lúc đầu á, thì chỉ tính cho là nữ là sẽ ở tầng 1 với tầng 2 thôi. Nhưng mà do số lượng nữ quá là đông đi, cho nên bắt buộc phải tràn lên luôn tầng 3. Thì tả sơ một xíu không? Cái khu ký túc xá này á, là 3 tầng đúng không? Thì bên tay trái sẽ có 5 phòng, bên tay phải sẽ có 5 phòng, và tương tự như vậy từ tầng 1 đến tầng 3. Và trên tầng 3 thì chỉ được sử dụng có khoảng 5-6 phòng dĩ thôi. Họ dọn phòng vô trong, nhìn kỹ ngắm nghía xung quanh nó không có, thấy là cũng bình thường lắm, không có gì hết. Sau đó tới buổi trưa, họ được đi ăn và nghỉ ngơi khoảng 30 phút. Và khi mà họ trở về cái ký túc xá đó, thì có một cái tin đồn, có một cái sự vụ họ thấy là ở trên tầng 3 có một cái căn phòng bị khóa và trước cửa phòng đó treo một cái sợi chỉ đỏ. Khi mà những cái bạn nữ này dọn vô thì họ đã nhìn kỹ xung quanh rồi là cái phòng đó vẫn bình thường. Nhưng mà sau khi đi ăn trưa về thì lập tức được treo chỉ đỏ. Thì lúc này họ mới bắt đầu suy nghĩ nha, tại sao phải treo lén lúc như vậy? Và có nghĩa là bình thường tầng 3 này không sử dụng, bây giờ cho lên thì bắt buộc căn phòng đó phải treo chỉ đỏ. Thì khi này họ bắt đầu sợ rồi. Những cái người ở bên cạnh căn phòng đó là sợ vô cùng luôn. Qua mấy cái ngày sau á, thì bên ký túc xá nam xảy ra chuyện trước. Có một cái bạn nam nha, thường xuyên mơ thấy một cái người con gái tóc dài. Và bạn đó kể là mỗi khi mà tất cả mọi người trong phòng ngủ rồi, thì cái người con gái đó hiện lên ngồi ở đầu giường của bạn, gọi điện thoại cho ai đó và khóc rất là thảm thiết luôn. Bạn nam đó vì quá sợ mà đem hết tiền bạc mà mình mang theo á, ngày nào cũng mua đồ để cúng hết á. Mấy ngày hôm sau á, thì những cái người bạn của Hồng biết là bạn này yếu vía, cho nên là mới hỏi bạn á, là mấy hôm nay ngủ có thấy cái gì không? Bạn Hồng này thì ở tầng 2 nha, chứ không phải ở tầng 3. Thì bạn mới trả lời là bạn ngủ bình yên, nó không thấy gì hết. Cho đến khi cái đêm đó mưa to và cúp điện, mọi người kéo bạn Hồng này lên tầng 3. Và cũng vì cái tính tò mò cho nên là bạn mới nhận lời cùng với mọi người lên trên tầng 3, đứng trước cái căn phòng đó để mà xem. Khi mà lên tới nơi nha các bạn, bạn mới để ý cái phòng đó đó là nó không có rèm che, và cái chỉ đỏ nó được cột như sau này nè. Một đoạn chỉ đỏ được cột ở trên, xong một đoạn chỉ đỏ là sẽ tới một cái nhánh tỏi, xong là tiếp một cái đoạn chỉ đỏ và tiếp tới là một cái nhánh tỏi. Và cứ liên tục như vậy nó tạo thành một cái rèm thưa giăng ở khắp cửa sổ và cả cửa chính luôn nha. Khi mà bạn đứng trước chỗ đó bạn nhìn vào trong á, thì bạn bè của bạn hỏi là sao, có thấy cái gì không? Thì bạn nói là không thấy gì hết, đi xuống đi. Mặc dù thật ra khi bạn nhìn vào á, thì bạn đã thấy một cái bóng mờ màu trắng đứng ở trong đó rồi. Và bạn tưởng câu chuyện thì kết thúc ở đó thôi, nhưng không. Vài hôm sau nha, bạn này được miễn tất cả các hoạt động học tập ngoại khóa vì nằm trong bệnh viện gần 1 tuần. Cái cơn đau dạ dày của bạn tái phát. Bạn này tất nhiên là có tiền sử đau dạ dày rồi, nhưng mà cái thời gian đó đó thì cái đồ ăn ở trong căng tin á, nó không hề cay nóng gì hết, và bạn thường đi ngủ cũng rất là sớm. Nhưng không hiểu sao cái bệnh đau dạ dày của bạn lại tái phát, và nó đau lạ lắm kìa, nó đau dữ dội hơn bình thường rất là nhiều, đến mức mà bạn này bị ngất đi trên đường tới bệnh viện luôn. Và bạn nằm ở đó 1 tuần. Khi mà bạn trở về thì bạn được nghe những cái câu chuyện của những cái người bạn đó kể lại đó, là một số bạn nữ thấy ma nam ở trong ký túc xá. Và thậm chí có một bạn kể lại rằng ha, đang ngủ trưa thì bị một cái người thanh niên không có mặc áo ôm ấp. Lúc đó bạn mới chợt nhớ ra đây là ký túc xá nữ mà ai mà vào được. Bạn biết là ma rồi cho nên là bạn khóc ré lên luôn. Và những cái câu chuyện mất đồ, tiếng động lạ, là khó ngủ, từng phòng đều có hết. Và cái điểm chung á, là những cái người gặp, nghe thấy và cảm nhận được cái câu chuyện tâm linh ở ký túc xá nam hay nữ này nè, đều là do họ nằm ở cái giường sát nhà vệ sinh và sát cửa sổ. Và cái vị trí giường đó cũng chính là cái vị trí giường mà bạn Hồng này chọn khi mà vào ký túc xá luôn. Bạn kể lại là có những cái đêm mà bạn ngủ á, có thể là lạ chỗ cho nên là bạn chưa có quen giấc, nhưng mà lạ một cái là khi mà đang ngủ say, bạn có cảm giác là ai đó cầm hai cái chân của bạn nâng lên cao, xong sau đó là kéo mạnh ra vậy đó. Qua buổi sáng ngày hôm sau, thường xuyên là bạn thấy trên chân của bạn có những cái vết bầm, nhưng mà nó bầm xanh nha, chứ không phải bầm tím. Ví dụ mà đập vô đầu á, thì nó bầm tím giống như tụ máu bầm, còn đây là nó bầm xanh và có khi là bầm kiểu tái nhợt luôn. Và chân của bạn rất là nhức, cảm giác giống như là đêm hôm qua là bạn cứ giơ chân lên trên cao vậy đó. Và những cái vết bầm đó kinh khủng hơn là nó tạo thành dấu của 5 đầu ngón tay. Khi này ở trong phòng của bạn có một cái người bạn theo đạo Chúa, thì bạn ngủ thường xuyên là để cái cây thập tự giá ở dưới cái gối đó. Thì bạn Hồng này với bạn đó mới đổi chỗ. Thì cái đêm đó bạn Hồng lại ngủ rất là ngon, nhưng mà cái người bạn của Hồng thì cả đêm không ngủ được, và sáng sau cũng bị cái tình trạng tương tự bạn luôn. Nhưng mà còn nặng hơn á, là ngoài những cái vết bầm tím thì chân của bạn này gần như là tê liệt, cứ đặt chân xuống đất là đau, đặt chân xuống đất là đau. Còn bạn Hồng thì chỉ bị gọi là kiểu là nó hơi nhức nhức thôi. Chứng kiến cái cảnh tượng như vậy cho nên là bạn Hồng này thấy tội bạn của mình á, mới đổi chỗ cố gắng chịu đựng. Còn mấy ngày nữa là kết thúc cái khóa học rồi, và chỉ có duy nhất 2 điều họ vẫn không dám làm á, là không bao giờ đi lên căn phòng treo chỉ đỏ và không bao giờ leo lên sân thượng. Khi mà kết thúc cái khóa học đó thì cái người bạn của bạn Hồng này nè, chân từ từ hết đau, còn riêng bạn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Bạn về trở lại phòng trọ, bạn ăn được, bạn ngủ được, nhưng mà bạn không có yên giấc. Bạn thường xuyên nằm mơ thấy cái căn phòng chỉ đỏ ở trong cái khu ký túc xá khi mà đi học nghĩa vụ quân sự. Và từng ngày qua mỗi cái giấc mơ thì bạn lại càng tiến sâu vào trong cái căn phòng đó hơn. Và bạn càng ngày càng nhìn thấy rõ mặt cái bóng mà lần đầu tiên bạn nhìn vào bên trong. Bạn này stress đến mức là không đi học nổi luôn, chỉ ở nhà, không dám đi đâu, chỉ ở nhà thôi. Và cái khoảng thời gian đó là bạn của bạn có khuyên là Hồng đi gặp bác sĩ tâm lý để mà điều trị đi. Bạn này cũng có nghe lời, nhưng mà tới nơi thì bác sĩ kêu là bạn không có bị tâm lý gì hết. Có một đợt mà bạn Hồng này về quê nè và gặp bác dâu của mình. Bác dâu của bạn là một người theo đạo Phật. Chưa kịp kể là bạn này trải qua cái chuyện gì nha, thì bác dâu qua hôm sau lập tức là dẫn bạn này đi tảo mộ họ hàng và có ghé thăm mộ của ngoại đó. Sau đó là cùng bác dâu đi tới một cái ngôi chùa rất là lớn ở Bình Định, thì bạn này không có nhớ tên, nhưng mà nó gần biển lắm. Bác dâu khi đó là có dặn bạn Hồng này nè, là lấy nhang thắp ở mỗi gốc cây của chùa, và đặc biệt là vái 2 ông thần ở cái am nhỏ hướng gần biển. Thì trong lúc mà bạn này làm theo á, thì bác đi vào gặp sư thầy, và lúc sau có đưa cho bạn này một cái lá bùa, thì kêu là bạn này cất đi, là bùa bình an, bùa may mắn. Và cũng chính từ lúc đó thì bạn Hồng này không còn nằm mơ thấy cái gương mặt ở trong căn phòng treo chỉ đỏ nó nữa. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 5, sang đến câu chuyện thứ 6. Vào cách đây khoảng độ chừng 2 năm á, khi mà bạn Hồng này đi về Đà Lạt chơi, thì khi đó là anh chị của bạn có mua lại một cái khách sạn. Sau đó thì họ tân trang lại một xíu và bắt đầu kinh doanh tiếp. Thì lần đó là lần đầu tiên mà bạn Hồng này tới khách sạn của anh chị chơi luôn và ngủ lại. Thì con của anh chị á, là mới khoảng tầm được có 3 tuổi thôi. Lúc mà bạn này bế cháu đi chơi thì cảm giác là nó rất là thích chuông gió luôn. Cứ mỗi lần đi ngang chuông gió thì cái đứa cháu của bạn á, lại đứng rất là lâu nhìn chuông gió, và nhiều khi nha, nó còn mỉm cười giống như là có ai chọc nó vậy các bạn. Và khi đó anh chị của bạn mới nói là thằng nhỏ này là nó rất là thích chơi chuông gió luôn. Cứ mỗi lần nó khóc giận là cái chuông gió là nó đều cười rất tươi như vậy đó. Và chưa kể nó còn hay nhìn lên cầu thang và ngồi cười nữa. Cái khách sạn nó 4 tầng ha. Thì nó có một cái giếng trời ở giữa vậy nè. Đứng từ tầng trệt nhìn thẳng lên trên. Thông qua cái giếng trời là có thể thấy được cái đỉnh luôn. Thì những ngày ở đó, có những lúc bạn Hồng này thấy cháu của mình nha, mang một cái gối đặt ở cái bậc đầu tiên của cầu thang, nhìn thẳng lên trên cái giếng trời đó và cười nữa các bạn. Khi đó bạn Hồng mới sợ quá kêu anh chị, nhưng mà anh chị của bạn có vẻ là không quan tâm, chỉ cần con không quấy rầy là được. Và có một cái sự kiện như thế này nè. Có lần á, cái thằng cu cháu của bạn Hồng này cùng với mẹ nó đi lên lầu 1 để mà phơi đồ. Thì cứ đi ngang qua chuông gió các bạn là nó có cười tủm tỉm mà. Bạn này đi phía sau chơi thì rất là sợ. Và khi đó bạn còn nghe nói là nó muốn đi vào trong căn phòng 103 để mà chơi. Có một lần thì bạn Hồng này phụ anh chị thay ga giường ở trong phòng 103 đó. Thì khi đó là phải đi ngang qua cái hành lang, thì trước khi tới 103 thì phải đi ngang qua 101, 102. Thì không hiểu sao nha. Đang đi qua cái hành lang 101, 102 thì gần cái chỗ treo chuông gió đó, thì bạn này vô tình kiểu như nha, bất giác á, bạn mới lách người qua một bên, giống như là có một người nào đó đi ngược chiều mà bạn phải nhường đường cho người ta đi vậy. Và khi mà bạn vừa lách qua như vậy nè, thì bạn nhìn lại bạn thấy rõ ràng có một cái bóng trắng vừa lướt ngang qua mình luôn. Khi này là bạn rất là sợ rồi, không có dám đi vô cái phòng đó một mình nữa, cho nên là mới chạy ngược xuống kêu hai người thanh niên đi lên để mà thay phụ bạn. Hai cái người thanh niên kia, có một người vừa dọn vừa kể là thường cái anh đó ảnh trực cái ca đêm. Thì khoảng từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng ảnh nằm ngủ ở trong cái phòng nhân viên á. Ở bên trên đầu của ảnh là cái phòng 103 này nè. Hay nghe có những cái tiếng lọc cọc lắm. Khi á thì là tiếng kéo ghế sàn soẹt nè. Khi á là tiếng đồ vật va đập vào nhau, là có lúc nghe thấy cả tiếng nói chuyện nữa. Mặc dù cái phòng đó không có ai thuê hết. Sau khi mà nghe xong á, thì bạn Hồng này có hỏi là anh đã từng chứng kiến chưa, hay là anh chỉ do tâm lý kiểu lo sợ thôi. Thì anh nhân viên này anh mới kể ra nha. Có một đêm bạn gái của anh về trễ, cho nên là anh mới book luôn cái phòng 103 đó để mà ngủ cùng với bạn gái của mình. Khi mà hai người ngủ chung á, thì không nghe tiếng kéo bàn ghế, không nghe tiếng nói chuyện nữa. Nhưng cả hai đều thấy có một cái người đàn ông mở cửa phòng và bước vào bên trong. Khi này á, anh chắc chắn luôn là anh đã khóa cửa phòng và chìa khóa đã đem vào bên trong rồi, thì không ai có thể bước vào phòng như vậy được. Và sáng hôm sau kiểm tra lại, đúng là cái cửa phòng đêm hôm qua anh khóa, nhưng mà sáng nay nó bị mở tung ra luôn các bạn. Và còn có một cái câu chuyện nữa về một cái cặp đôi bạn của anh chị bạn Hồng này nè. Khi mà hai người đó ngủ trong một khách sạn này, cũng ngủ trong khách sạn này luôn. Khi mà ngủ cùng với người yêu á, thì cái chị đó thấy rất là bình thường, không sao hết. Nhưng khi mà chị ngủ một mình thì chị cảm thấy là có người leo lên giường, ôm ấp, sờ soạn và làm đủ trò với chị luôn. Khách sạn của bạn là hành lang, tất cả mọi nơi đều có camera hết, cho nên là chuyện biến thái đi vào trong phòng là không thể nào xảy ra. Tiếng động lạ nè, người gõ cửa nè, những cái bóng đen xuất hiện ở trong đêm tần suất càng ngày càng nhiều. Và nó ảnh hưởng đến khách sạn và để lại cái cảnh không đẹp á. Cho nên là anh chị của bạn Hồng này chịu lỗ và đóng cửa chuyển đi luôn. Và cái điều này khiến cho bạn Hồng nghĩ là trước khi mà bán lại khách sạn này cho anh chị của bạn thì nó đã có vấn đề từ rất là lâu rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện của bạn Hồng. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp tới câu chuyện thứ hai của một bạn cũng tràn tuổi với Nguyễn Nguyễn. Bạn này tên là Trúc ha, và bạn kể cho Nguyễn 3 câu chuyện. Thì cái câu chuyện đầu tiên tên là Ngày Cưới, và nó liên quan tới một cái khách sạn không phải ở Đà Lạt nhưng một chỗ cũng rất gần Đà Lạt là Bảo Lộc. Và năm 2017 á, thì bạn này lập gia đình, và gia đình chồng của bạn thì ở Bảo Lộc, cho nên là ngày cưới phải tổ chức làm 2 lần như các bạn biết rồi đó. Một ngày á, thì ở thành phố Hồ Chí Minh và một ngày thì ở trên Bảo Lộc. Và do là khoảng cách nó rất là xa như vậy cho nên là tổ chức 2 ngày cách nhau khoảng 1 tuần để cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi cũng như là chuẩn bị đó. Vì ba mẹ của bạn Trúc này cũng khá là lớn tuổi ha, đi lại mệt hơn, cho nên là cả nhà của bạn á mới thuê một chiếc xe 29 chỗ lên trước ngày cưới 1 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Ở Bảo Lộc thì mẹ chồng của bạn Trúc này có thuê một khách sạn của người quen. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, vợ chồng của bạn Trúc này đi ra đón gia đình, nhận phòng xong rồi nghỉ ngơi, rồi buổi tối đó họ mới đi ra ăn tối với nhà trai, rồi về thật là sớm để chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau hôn lễ. Cái buổi sáng hôm đó sau khi mà bạn Trúc này make up xong hết rồi thì em chồng của bạn mới chở bạn từ nhà chồng nha, đi qua bên khách sạn để mà làm cái lễ rước dâu giả. Do là kiểu khoảng cách hai nhà cũng hơi xa đó, cho nên là khi mà cưới ở tại nhà trai thì phải làm cái lễ đó, dạng dạng vậy. Thì khi mà bạn này tới khách sạn của gia đình mình ở rồi, đi bộ lên trên, thì trong cái lúc đi á, khách sạn không có thang máy nha, bạn cảm thấy là không khí xung quanh nó rất là lạnh và kiểu là nó rất là vắng và nó rất là kiểu cô độc luôn á. Thì bạn mới ngồi đó bạn chơi với mẹ của bạn khoảng từ 8 giờ cho đến 9 giờ thì xe rước dâu tới. Thì khi đó bạn nhận được cuộc điện thoại gọi báo là như vậy, thì bạn mới đi xuống. Thì khi đó bạn bước ra khỏi cửa phòng rồi, nhưng mà đi rất là chậm để chờ mẹ của bạn và cũng như là chờ cái người dì của bạn ở trên lầu 3 để hai người xuống đi cùng nhau luôn. Nhưng mà không biết sao mà mẹ của bạn với là dì của bạn lâu quá trời. Khi mà bạn đi ra tới cầu thang rồi đó thì bạn mới quyết định là sẽ đi chậm chậm xuống để mà vừa đi vừa chờ á. Thì khi đi được có 3-4 bước chân nha, thì bỗng nhiên bạn này cảm thấy là có ai đó đứng ở sau lưng và xô bạn một cái rất là mạnh luôn. Khi đó bạn chắc chắn là bạn đi rất chậm, tính bạn rất là cẩn thận, cho nên không thể nào có chuyện mà bạn dẫm vào cái tà áo dài hoặc là sau đó để mà bạn té lao đầu như vậy được. Cho nên là bạn chắc chắn có người nào đó xô mình. Nhưng mà rất là may mắn á, giống như là bạn vừa bị xô nhưng cũng có người đỡ, cho nên là bạn vịn vào được một cái thanh cầu thang hay sao đó. Nói chung là không có té theo cái kiểu cắm thẳng đầu đập xuống đất, mà là bạn vịn được, xong rồi theo cái lực mà bị đẩy á, thì bạn cứ bước rất là nhanh luôn, giống như là mình bị trật chân ở trên cầu thang đó, thì bạn cứ đi vòng gì xuống nè. Khi đó đó, hai cái tay của bạn đập vào tường, cái trán đập vào tường và cái chân trái của bạn bị trật. Khi vừa xong nha, bạn quay đầu nhìn lên thì ngay đầu cầu thang chỗ ban nãy bạn bị xô, bạn không thấy bất kỳ một ai hết. Khi này chồng của bạn ở bên dưới vội chạy lên và mặt rất là hoảng hồn luôn. Thấy bạn như vậy thì bạn mới hỏi là sao lên đây. Thì chồng mới kêu là không biết, tự nhiên ở dưới đúng là đứng chờ á, anh cảm thấy là trong lòng nó nóng lắm, giống như là có chuyện gì xảy ra cho nên anh lo quá mới chạy lên đây coi. Thì khi chồng của bạn vừa nói dứt câu thì mẹ của bạn từ trên đầu cầu thang mới bước xuống. Thấy bạn như vậy và mẹ của bạn rất là yếu bóng vía, cho nên là bạn không dám kể câu chuyện đó ra. Bạn chỉ nói là bạn bị vấp áo dài mà thôi. Và kết quả là cái ngày hôm đó rất là buồn, là cô dâu khập khiễng, nước mắt thì lưng tròng. Nhưng mà tưởng chỉ có một mình bạn bị như vậy. Thì khi về đến thành phố Hồ Chí Minh á, thì mẹ của bạn còn kể một cái chuyện ghê hơn nữa. Là khi mà bạn này nè bước xuống cầu thang rồi, mẹ của bạn có đi lên lầu 3 để mà tìm dì của bạn, gọi là hai chị em xuống đi chung á. Thì khi tới đó thấy cái phòng đóng cửa thì mẹ của bạn đứng bên ngoài máy gõ, kêu là xuống đi, xe tới rồi kìa, sao mày chưa xuống nữa. Thì ở bên trong vọng lại cái tiếng trả lời là chị xuống trước đi, em chờ chút xíu nữa rồi em xuống sau. Khi mà nghe dì của bạn nói như vậy thì mẹ đi từ tầng 3 đi xuống dưới tầng 2 thì thấy bạn bị té. Và khi mà cả ba mẹ con đi xuống dưới tầng trệt thì thấy dì của bạn ngồi sẵn ở dưới rồi. Khi này mẹ của bạn mới hỏi là ủa mày điên sao mà xuống nhanh vậy. Dì của bạn trả lời là em xuống đây từ sớm rồi, khi mà đi nghe em thấy chị đang chuẩn bị cho nên là em không có kêu, em xuống đây còn trước cả con Trúc nữa mà. Lúc đó mẹ của bạn mới nói đâu có, ban nãy tao vừa lên lầu 3 tao gọi mày thì mày trả lời mày kêu là tao xuống trước đi mà. Dì của bạn nghe như vậy xong thì lập tức cãi lại liền luôn, đâu có đâu, em xuống đây từ sớm rồi, em xuống còn trước cả con Trúc nữa mà, chị nói làm sao vậy. Khi đó cả gia đình nhìn nhau, hiểu là mình gặp cái chuyện gì rồi. Nhưng mà hôm đó đang đám cưới cho nên là không ai nói với ai câu nào hết. Tự ngầm hiểu với nhau là có chuyện đang xảy ra. Đợi đến khi về thành phố thì cả nhà cùng nhau ngồi xuống và kể lại toàn bộ cái sự việc như vậy. Và kể từ lúc đó thì bạn Trúc có dặn là khi đi lên Bảo Lộc, đặt khách sạn nào thì chừa cái khách sạn đó ra. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên. Sang đến câu chuyện thứ hai cũng liên quan tới một cái phòng khách sạn. Vào năm 2019 thì hai vợ chồng của bạn này có đi Đài Loan chơi và thuê một khách sạn 5 sao ở Đài Bắc. Hai vợ chồng của bạn thì rất là thích khách sạn này tại vì mọi thứ là view, là vị trí, phục vụ, chất lượng ok lắm luôn. Nhưng ở bên trong khách sạn đó cũng có vấn đề. Cái bạn này vốn dĩ là một người nhạy cảm cho nên là trước khi đi đâu xa cần phải ở lại qua đêm thì bạn cũng chuẩn bị theo cái bùa bình an nè, để mà phòng hờ những cái sự việc mà bạn không có thấy được. Khi đến khách sạn nha, trong quá trình đi từ sảnh check-in đến cái phòng thì bạn để ý tất cả những cái người lưu trú ở đó trước khi vào phòng thì họ đều gõ 3 cái lên cửa hết đó các bạn. Bạn Trúc này biết là cái ý nghĩa của việc gõ 3 tiếng lên cửa phòng là cái gì, nhưng mà bạn không suy nghĩ nhiều đâu. Và cái phòng của bạn này thì nằm ở cuối cùng dãy hành lang. Bạn không thích cái chuyện này tại vì Thường á, những cái phòng nằm cuối dãy thường cái không khí lưu thông của nó không có được tốt. Nhưng mà bạn không đổi phòng nha. Và khi mà bạn bước vào trong thì bạn cũng không gõ cửa luôn. Hai vợ chồng của bạn ở tại khách sạn đó 3 đêm. Thì cả 3 đêm này bình thường cho đến sáng ngày thứ tư, trước khi mà vợ chồng check out để mà ra sân bay bay trở lại về Việt Nam á, thì có một cái chuyện rất là ghê xảy ra như thế này. Khi đó hai vợ chồng dậy đi ăn sáng rồi lên lại phòng. Và khi mà đi lên á, thấy những cái người hành khách ở xung quanh họ vẫn gõ 3 tiếng vào trong phòng, lên cái cửa phòng trước khi họ bước vào trong. Thì bạn này mới nói với chồng của bạn á là hay xíu nữa mình về tới phòng mình thì mình cũng bắt chước mình gõ 3 tiếng vậy đi. Vì cái việc này nó cũng là việc tốt chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Cho nên là khi tới trước cửa phòng thì bạn gõ 3 tiếng sau đó mới bước vào ha. Khi đó thì bạn Trúc này cùng với con gái 14 tháng tuổi của bạn nằm ngủ trên giường chờ đến cái giờ mà check out. Còn chồng của bạn khi đó đem hành lý ra gửi trước, ra sân bay trước, để khi mà vợ chồng lên tới đó là không bị lỉnh kỉnh đồ đạc. Thì khi mà hai mẹ con nằm ở trong phòng một mình á, thoạt đầu tiên á thì hai mẹ con của bạn ngủ rất là ngon lành. Nhưng một hồi sau thì bạn Trúc này nè, bạn tự nhiên nghe thấy những cái âm thanh lạo xạo xung quanh mình. Cái cảm tưởng giống như là bạn đang đứng ở giữa một cái đám đông vậy đó. Nhưng mà cái âm thanh nó lạ lắm nha. Khi thì gần, khi thì xa. Mà cái tiếng nó vọng tới vọng lui giống như là từ cái thế giới bên kia vọng về vậy đó. Khi này thắc mắc quá, bị làm ồn quá, cho nên là bạn mở mắt ra thì cái cảnh tượng xung quanh trong căn phòng của bạn thật sự là làm cho bạn rất là khiếp luôn. Bạn thấy có rất là nhiều những cái hình dạng ma quỷ mà bạn diễn tả nó giống như là trong những cái bức tranh vẽ về địa ngục vậy đó, về quỷ đói đó các bạn. Những cái bộ xương khô, xong rồi mắt thì có hai cái hốc mắt thôi, và hiện diện ở khắp nơi xung quanh căn phòng của bạn. Và có những cái người nha, những cái oan hồn á, họ bò từ trên đất bò lên trên tới cái giường của bạn Trúc này luôn. Khi này á, bạn rất là sợ rồi, kinh hãi luôn, người của bạn cứng đơ không làm được gì hết. Một hồi á thì bạn niệm chú trong đầu, bạn niệm chú Đại Bi. Niệm được một hồi rồi vẫn không thấy có gì thay đổi thì bạn mới quay qua bạn nhìn con gái của bạn. Thì con gái của bạn á, như Nguyễn vừa nói, mới có 14 tháng tuổi thôi và bé ngủ rất là ngon. Khi này bản năng làm mẹ mà, kiểu trỗi dậy, cố gắng vùng vẫy để ôm con gái và sau đó tiếp tục đọc chú. Và đọc được một hồi, khi mà nhận thức của bạn bắt đầu trở lại, bạn điều khiển được cơ thể của mình rồi đó, thì tất cả những cái cảnh tượng xung quanh bạn dần dần nó mờ và nó tan biến đi. Và bạn Trúc này có thề với Nguyễn Nguyễn là bạn không hề nói quá lên bất kỳ một chi tiết nào. Và sau khi mà cử động lại được á, thì lập tức bạn lấy hết đồ đạc cá nhân, ôm con chạy xuống sảnh khách sạn chờ chồng của bạn quay trở về. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ hai. Sang đến câu chuyện thứ ba, tên là Chơi Bùa. Câu chuyện này vừa mới xảy ra độ gần đây thôi, trong cái văn phòng của bạn làm việc luôn ha. Khoảng tầm tháng 4 đổ lại á, bạn này đi làm thì hay bị kiểu đau vai, gáy, mỏi cổ nè. Khi đầu á thì bạn tưởng là mình đang ngồi kiểu cái tư thế ngồi của bạn nó không được đúng, và sau lưng của bạn thì máy lạnh nó phà thẳng vào trong này luôn, cho nên bạn nghĩ đó chính là cái nguyên do để mà gây ra cái sự mệt mỏi. Nhưng mà sau khi mà đổi hết cả vị trí bàn làm việc rồi, bạn vẫn bị như vậy nha. Thì khi đó bạn lại tiếp tục nghĩ là đơn thuần là bạn kiểu sinh em bé xong rồi cơ thể là cũng đang kiểu báo động sức khỏe đó. Cho đến khi mà bạn xem những cái clip của Nguyễn và kiểu có những cái chi tiết những người hay bị vong dựa, hoặc là kiểu xung quanh một cái chỗ nó có vong á, thì sẽ hay bị những cái trường hợp y chang như vậy. Thì khi đó bạn mới liên lạc với một cái người cô. Cái cô này là một cô người quen của gia đình bạn ha, từ khi mà bạn còn nhỏ xíu luôn. Cô này có khả năng thấy được người âm và cô chuyên đi giúp những cái người nào mà kiểu có vấn đề liên quan tới người âm á. Thì cô chỉ giúp tùy duyên thôi chứ không có lấy tiền, mà không phải ai là cô cũng giúp ha. Và sau khi nghe trình bày á, thì cô mới kêu là có khả năng là trong văn phòng của bạn này á, có một người đang sử dụng cái bùa ngải. Không phải là sử dụng để hại bạn, chắc là người ta chỉ sử dụng trong cái chuyện làm ăn thôi. Nhưng mà cái lá bùa này nó rất là mạnh, và cái vong trên lá bùa đó vô tình đi theo bạn vì quá là hợp mạng đi. Và cô kêu bạn á, là buổi sáng trước khi đi làm thì hãy uống một ít nước tỏi. Thì cái vong đó nó nghe cái mùi tỏi thì nó sẽ tránh mà không có theo nữa. Bạn có làm theo nha. Khoảng 3-4 ngày đầu á, thì ok lắm, nói chung là nó rất là khỏe lại luôn. Nhưng mà sau đó thì lại tiếp tục bị như cũ. Nghĩa là đau vai nè, đau đầu nè, buồn ngủ, mệt mỏi kinh khủng luôn. Và lúc đó cái cô đó cô trấn an bạn này là yên tâm đi, có dùng tỏi rồi chắc không sao đâu. Cho đến một cái buổi trưa, khi mà văn phòng của bạn này tắt đèn để mà nghỉ á, bạn này ngồi ngã đầu kiểu ngồi dựa lưng ra cái thành ghế nè, đang liêm diêm nha. Thì bạn nghe thấy có cái tiếng khò khè văng vẳng. Bạn này là cái dạng người kiểu rất là thính tai luôn. Ban đầu bạn nghĩ là cái tiếng khoan cưa ống sắt của một cái công trình sát bên công ty của bạn, cho nên là bạn không có để ý. Nhưng á, mà lạ một cái là thường buổi trưa thì họ sẽ không có làm việc, và cái âm thanh đó thì cứ dần dần nó trở nên nặng hơn, giống như là một người nào bị nghẹt mũi mà đứng kế bên bạn mà thả vào cái lỗ tai của bạn vậy đó. Khi đó thì bạn này thử ngồi thẳng dậy nghe cho kỹ thì cái âm thanh nó biến mất nha. Cái lúc đó do là bạn quá mệt và buồn ngủ rồi, cho nên là bạn tiếp tục dựa người ra phía sau để mà ngủ tiếp. Nhưng khi mà vừa dựa thì cái âm thanh khò khè đó lại vang lên. Và lần này bạn nghe rất là rõ và bạn khẳng định chắc chắn luôn, đó là tiếng thở nặng nhọc của một người nào đó. Khi này quá kinh hãi rồi, bạn ngồi thẳng dậy, đeo tai phone vào để nghe nhạc và thức cho đến giờ làm việc. Và tối hôm đó, bạn có gọi điện cho cái cô người quen để trình bày lại sự việc, và cô có kêu bạn là chụp hình mặt của bạn lại gửi cho cô xem đi, rồi cô sẽ báo lại cho bạn sau. Và sau đó vài ngày á, thì cô có nói lại là cái người sử dụng loại bùa này nè là một cái loại bùa ngải rất là mạnh luôn, và cái vong của lá bùa đó thì lại thích đi theo bạn Trúc. Và cô có dặn á, là giữ bí mật cái chuyện này, đừng có để cho ai biết. Cô không có nói gì thêm, và cô cũng không có nói là cái người nào là cái người sử dụng bùa, vì cô dặn á, là biết càng ít á, thì càng tốt. Và sau đó cô kêu á, là cô sẽ cầm hình của bạn Trúc này để đi làm một vài việc, để làm cho là cái vong nó không theo bạn được nữa, tức là không theo bạn ra khỏi văn phòng được nữa. Chỉ khi nào bạn bước vào văn phòng thì bạn mới bị gọi là một vài những cái triệu chứng như vậy thôi. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau, vì cái công việc của bạn này rất là bận rộn và nhiều nữa, và hầu hết thời gian tới văn phòng thì là bạn cắm mặt vào làm việc cho đến giờ đi về luôn. Thì buổi trưa văn phòng của bạn vẫn nghỉ, bạn cũng tranh thủ nằm. Và kiểu tâm trí của bạn thì lúc đó là kiểu là công việc nó kiểu quá là quay cuồng đi, cho nên là bạn không có nghĩ ngợi gì về cái chuyện, cái tiếng thở, cái âm thanh khò khè đó nữa. Và sau đó khoảng vài tuần thì cô người quen đó có nhắn tin cho bạn để hỏi thăm về cái tình hình sức khỏe, là coi có bị gì không. Thì bạn này có nói là bạn rất là bận, cho nên nhiều khi bạn cũng không có để ý tới những cái triệu chứng đó. Nhưng mà bạn khẳng định lâu lâu vẫn bị đau đầu rất là mệt, giống như là bị kiệt sức. Thì khi đó cái cô người quen cô mới kêu á, là cái lá bùa này và cái vong nó rất là mạnh. Đợi vài ngày nữa khi mà đúng thời điểm là sẽ cho bạn này một cái lá bùa hộ thân để mà dứt điểm luôn. Và bạn Trúc này có kể thêm với Nguyễn Nguyễn á, là cái này hơi nhạy cảm chút xíu ha. Thì bạn là con gái cho nên có những ngày mà bạn đến tháng bị đèn đỏ đó. Và trong những cái ngày đèn đỏ phải nói thật sự là bạn này vô cùng thoải mái luôn, người ngợm lại khỏe nha, không bị đau đầu, cũng không có bị nhức mỏi gì hết. Nhưng cái con bé em ở chung phòng với bạn này nè thì lại bị những cái triệu chứng tương tự như bạn. Thì khi đó bạn mới nghĩ là có thể khi mà bạn đến tháng đến ngày thì cái vong đó sẽ chuyển sang phá cái người em của bạn, hoặc là quay về với cả chủ của nó. Và đến đây cũng là kết thúc 3 câu chuyện của bạn Trúc, và cũng kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share, và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và có một cái chuyện Nguyễn muốn thông báo với mọi người là cách đây 2 ngày Nguyễn vừa mới đọc lại cái tác phẩm, một trong những tác phẩm đầu tiên mà mình viết, tên là Phòng 1208 ở trên kênh Hồ Sơ X. Và để thể theo yêu cầu cái lời kêu gọi của tất cả mọi người thì bắt đầu từ hôm nay Nguyễn sẽ đọc lại những cái tác phẩm của mình ha. Trừ cái bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ, có nhiều nguyên do, nhưng mà cái bộ truyện đó thật sự để mà bản thân mình đọc lại bây giờ thì nó rất là khó luôn. Và rồi nếu như các bạn có những cái câu chuyện ma có thật nào của bản thân, của gia đình, của bạn bè thì đừng có ngần ngại gửi email vào cho Nguyễn Nguyễn không. Nguyễn sẽ kể những câu chuyện đó ở trên kênh Nguyễn Nguyễn này. Còn cái trên kênh Hồ Sơ X á, thì chỉ thuần về đọc truyện thôi. Và đường link kênh Hồ Sơ X nè, đường link email các bạn gửi chuyện có thật về cho Nguyễn Nguyễn nè, đường link Facebook cũng như là đường link donate của Nguyễn đã có trong phần mô tả, và Nguyễn đã ghi ở trong phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Nguyễn Nguyễn. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.